100 cảnh sát bảo vệ phiên tòa xử 27 thanh niên hỗn chiến ở Bảo Lộc. Đây là một trong những phiên tòa có số lượng bị cáo đưa ra xét xử trong một vụ án đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Bảo Lộc. Ngày 27 tháng 4, tại nhà văn hóa Lộc Sơn, phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, Tòa án Nhân dân thành phố Bảo Lộc mở phiên tòa lưu động xét xử 27 bị cáo tội gây rối trật tự công cộng. Đây là một trong những phiên tòa có số lượng bị cáo đưa ra xét xử trong một vụ án đông nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Bảo Lộc được dư luận địa phương đặc biệt quan tâm. Các bị cáo bị đưa ra xét xử thuộc hai nhóm tham gia hỗn chiến gây xôn xao dư luận xảy ra vào đêm ngày 19 tháng 8 năm 2022 tại khu công nghiệp Lộc Sơn. Phiên tòa huy động gần 100 cán bộ, chiến sĩ công an thành phố Bảo Lộc, công an phường Lộc Sơn và lực lượng dân phòng được huy động tham gia đảm bảo an ninh trật tự. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, hai nhóm này do Nguyễn Minh Vũ, tên thường gọi Vũ Mai, 29 tuổi, ngụ tại thị trấn Lộc Thắng, huyện Bảo Lâm, và Đặng Tuấn Anh, 27 tuổi, ngụ tại phường Lộc Sơn, thành phố Bảo Lộc, cầm đầu. Do có mâu thuẫn từ trước nên vào ngày 19 tháng 8 năm 2022, Đặng Tuấn Anh đã hẹn Nguyễn Minh Vũ đánh nhau tại khu công nghiệp Lộc Sơn. Sau khi hẹn, Đặng Tuấn Anh và Nguyễn Minh Vũ đã rủ rê, tập hợp hàng chục người chuẩn bị dao, súng, pháo nổ, mã tấu để tham gia đánh nhau. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, hai nhóm gặp mặt, lao vào đuổi đánh nhau, gây mất trật tự tại khu vực đường D3, khu công nghiệp Lộc Sơn. Vụ hỗn chiến làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty trong khu công nghiệp, đồng thời gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng tới tâm lý của người dân sinh sống xung quanh khu công nghiệp. Tại phần xét hỏi, Đặng Tuấn Anh và Nguyễn Minh Vũ khai báo rành mạch về hành vi phạm tội của mình khi lôi kéo các bị cáo của hai nhóm chuẩn bị hung khí tham gia đánh nhau. Hội đồng xét xử xét thấy, hành vi của tất cả các bị cáo đều thể hiện tính côn đồ và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự tại địa phương, đồng thời có nguy cơ đe dọa tính mạng người khác nếu không được can thiệp kịp thời. Đặc biệt, nhiều bị cáo đã trực tiếp tham gia nhiều vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng trên địa bàn thành phố Bảo Lộc và huyện Bảo Lâm, gây dư luận xấu về an ninh trật tự tại các địa phương. Hội đồng xét xử tuyên phạt hai bị cáo Đặng Tuấn Anh và Nguyễn Minh Vũ mức án 48 tháng tù giam cho mỗi bị cáo. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 24 tháng đến 42 tháng tù giam.